Xin chào tất cả mọi người. Bây giờ mình sẽ vào bếp mình làm bữa cơm tối cho cả nhà mình ha. Hôm nay mình mời mọi người cùng vào bếp làm với mình một cái món ăn rất là bổ dưỡng ha. Đó là cá hồi khô củ cải. Rồi bây giờ mình đi ướp cá thì hôm nay mình dùng cọng hành lá để mình ướp cá nha. Rồi ớt nữa ha. Ở đây mình có 4 miếng cá hồi khoảng 540g á mọi người. Cá hồi này mình mua ở siêu thị á, người ta cắt sẵn rồi. Mình về nhà mình gỏi cần cắt ha. Rồi mình cá này mình đã rửa sạch ha, rồi mình lấy giấy á, mình chặn khô nó luôn. Rồi bây giờ mình sẽ bỏ cá vô tô để mình ướp ha mọi người. Rồi bây giờ mình cắt cọng hành lá nha, mình ướp cá ha. Mình cắt nhuyễn á. Rồi bây giờ mình băm nhuyễn á để mình ướp cá cho nó dễ thấm vô cá đó. Rồi mình cắt vài lát ớt bỏ vô luôn. Rồi mình trộn đều lên nha mọi người, cho cá, cho hành với lại ớt nó thấm vô cá trước ha. Rồi bây giờ mình cho tiêu vô. Rồi mình cho nước màu vô nha mọi người, ở đây mình dùng nước màu dừa nha. Mà nếu như các bạn mà không có nước màu dừa thì mình dùng nước màu đường ha. Nước màu dừa này của quê hương mình á, là nước màu dừa Bến Tre á mọi người. Mình cho một muỗng cà phê nước màu dừa ha. Rồi mình trộn đều lên. Mình thấy cái nước màu lần này nè, kỳ này tại sao mà nó hơi đặc á. Mình chế vô cái nó đóng cục và chắc nó pha đường quá à. Pha đường vô với lại nước dừa ít mà nó pha đường thêm á, cho nên mới đóng cục vậy nè mọi người. Nhưng mà kho ra cái màu vẫn đẹp luôn. Rồi mình cho nước mắm vô luôn ha, nước mắm ngon nha. Thì ở đây mình cho khoảng chừng 5 muỗng canh nước mắm nha mọi người. Và cuối cùng là một muỗng cà phê dung đường cát ha. Mình cho vô luôn. Rồi mình trộn đều lên, rồi sau đó mình để cho cá nó ngấm gia vị khoảng chừng nửa tiếng nha. Rồi sau đó mình sẽ đem đi kho. Cá hồi kho củ cải thì không thể thiếu củ cải ha. Thì ở đây mình có hai cái củ cải trắng cân nặng khoảng 300g, mình đã gọt vỏ rồi. Bây giờ mình sẽ cắt nhỏ ra ha. Mình thì cắt củ cải theo kiểu như vậy nè, mình cắt ra từng khúc rồi sau đó mỗi một khúc vậy đó mình cắt ra làm tư nữa ha, nhưng mà tùy theo ý thích của mỗi người nha. Rồi mình bắt một cái chảo, mình bật lửa lên, mình làm nóng cái chảo trước nha mọi người. Rồi cái chảo nóng rồi, mình cho dầu vô ha. 2 muỗng canh nha. Rồi dầu nóng rồi, mình cho cá vô luôn. Cho cá rồi cái nước sốt ướp cá rồi cho mình cho vô hết luôn ha mọi người. Cho dùng lượt luôn nha. Bây giờ mình trở cá lại để cho các mặt của miếng cá đó nó đều chín tái hết. Rồi sau đó mình mới đổ nước vô ha mọi người. Khi mình trở cá đó, mình trở nhớ cẩn thận ha. Tại vì cá hồi á, nó thịt nó mềm á, nên nó dễ bị nát. Rồi bây giờ mình chờ cho cá chín tái đều hết. Rồi sau đó mình sẽ đổ nước vào ha. Rồi mình thấy cá chín tái đều hết rồi đó mọi người.
Bây giờ mình sẽ đổ nước vào để mình kho tiếp ha. Mình nhớ đổ nước ấm nha. Mình đổ nước cho ngập cá luôn ha. Rồi mình cho củ cải vô luôn. Rồi bây giờ mình dặn lửa dừa, mình để lửa dừa và mình kho cá cho đến khi củ cải mềm và nước cá nó cạn lại và còn hơi sệt sệt á, thì lúc đó cá kho của mình nó mới ngon ha. Nãy giờ mình kho cũng khoảng 5 phút rồi, mình trở cá ha. Mình trở cá một lần này nữa là xong rồi đó mọi người. Rồi sau đó thỉnh thoảng á, trong lúc kho đó mình rưới nước lên ha, mình múc nước sốt kho cá nè, mình rưới đều lên mặt của mấy miếng cá đó để cho nó thấm ha. Đó, cái nồi cá kho đó bây giờ á, nó có cái màu đẹp dễ sợ luôn không mọi người. Mình kho một hồi á, là bắt đầu cá nó thấm rồi đó, là bắt đầu á cái màu á, nó đẹp lên. Đó, mình thỉnh thoảng á, cái mình tưới cái nước sốt kho cá lên trên mấy miếng cá ha, để cho cá nó thấm hơn ha. Đó mọi người thấy không, cái màu cá kho bây giờ á hả, đẹp quá chừng luôn. Mình càng kho thì càng càng thấm thì cái màu càng đẹp luôn á mọi người. Đó, mình cứ rưới lâu lâu á, cái mình rưới nước lên cá vậy đó mọi người. Đó, mình kho cho tới khi nào mình thấy nước á, nó sệt lại ha, nó cạn bớt rồi, nó sệt sệt lại chút xíu, rồi củ cải mềm thì cá kho của mình á, lúc đó mới là ngon. Cá gần được rồi đó mọi người. Củ cải mềm ha, nhưng mà mình chờ chút xíu nữa cho nước nó cạn bớt chút xíu nữa, cho nó sệt sệt lại chút xíu nữa ha. Mình nêm thử một miếng nha, mình ăn thử một miếng thử rồi mình nêm thử miếng nước nha. Wow, ngon lắm mọi người ơi. Không có mặn lắm ha, mà cái nước ngọt của cái củ cải nó ra đó, rồi thơm cái mùi củ cải nữa, mà đặc biệt là không có cái mùi tanh luôn á mọi người, rất là ngon luôn. Rồi mình thấy cá của mình bây giờ là được rồi nè. Nước nó sệt lại rồi đó mọi người, củ cải cũng mềm luôn rồi ha. Bây giờ mình cho ớt vào. Nhà mình á, con gái á, nó không có ăn cay nha, được nhiều, cho nên mình để ớt ít thôi. Rồi mình rắc hành lên luôn. Đó, mình rắc thêm miếng tiêu nữa nha. Rất là hấp dẫn luôn phải không mọi người. Rồi cái món cá kho củ cải của mình đã xong rồi ha. Cái vị ngọt của củ cải, rồi thịt cá hồi ăn béo béo nữa, nó kết hợp lại với nhau rất là tuyệt vời luôn mọi người. Cái món này ăn rất là hao cơm luôn á nha. Cả nhà mình ai cũng mê cái món này luôn. Mình hy vọng là mọi người sẽ thích cái món cá kho của mình ha. Mọi người hãy làm thử nha. Rồi mình hôm nay mình cũng xin kết thúc video đây ha. Mình xin cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video. Nếu mọi người thấy thích video, xin mọi người nhớ tặng cho mình một like và nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình với nha. Xin cảm ơn mọi người rất nhiều. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở video sau.